Làm nóng cơ thể, ví dụ đi bộ, Làm gì? Cho làm gì? đi bộ này, rồi À, đi là đạp bộ. xe, rồi sau bắt đầu xuống mới cho người ta giãn cơ, giãn mở ống Ok. khoan, giãn cơ động, giãn cơ tính. Đó thì theo như cái sách này dạy á, tại vì mỗi chương trình nó sẽ mỗi khác nhau. Nhưng mà thì cứ hiểu là khi bắt đầu khởi động thì mình sẽ bắt đầu từ cái dễ, cái nhẹ nhàng trước và từ từ tăng dần lên. Thì ở đây họ chia sẻ cho SMR trước là dùng mấy cái ống lăn nè, dùng để SEO SMR để lăn cho nó giãn mấy cơ đang bị căng ra trước. À, đây là một. Xong rồi họ sẽ cho dùng static stretch. Static stretch là giãn cơ tĩnh. Giãn cơ tĩnh để gọi là kéo dài biên độ của mấy cái mô mềm, với lại cải thiện biên độ của khớp. Rồi. Thì ở dưới đây mỗi một cái động tác như vậy mình thực hiện từ 1 đến 3 set, giữ trong khoảng 30 giây mỗi động tác. Giữ 30 giây để đủ thời gian để kích hoạt cái hệ thần kinh cho nó giãn phần cơ, thả lỏng phần cơ ra. Buôn vô đây buôn. Buôn. Rồi. Có một số nghiên cứu thì nói là static stress á, nó làm giảm sức mạnh. Nhưng mà cũng có một số nghiên cứu nói là nó không ảnh hưởng gì. Nên tùy thuộc, cái đó thật sự là tùy thuộc vào mỗi người cảm nhận coi sau khi mình thực hiện static stress cái khả năng của mình có bị giảm hơn so với bình thường hay không. Nhưng thường á, những người quan tâm đến cái việc khả năng họ bị giảm hay không là những người vận động viên họ mới quan tâm cái đó. Còn nếu mà người tập luyện bình thường thì cũng không quan trọng lắm. Tại vì khi mà thi đấu họ mới quan trọng thành tích thì họ mới cần đến cái đó nhiều. Thì cái đó là việc của huấn luyện viên cần phải để coi tối ưu được thành tích của vận động viên của mình. Rồi. Đây là một số cái động tác static stretch. Người ta có hướng dẫn làm mẫu thử đây. Ví dụ gastrocnemius stretch là cái phần giãn cơ bắp chân. Đây là tư thế giãn bắp chân. Thì nó chỉ mô tả lại là cách đứng như nào, đứng ví dụ đối mặt vào tường hoặc là một cái mặt phẳng đó, rồi thẳng chân sau, giãn hết mức và đặt đảm bảo là đặt cái gót chạm sàn và ngã người về trước để giãn phần bắp chân. Rồi. Đảm bảo ví dụ đây thì cái phần kỹ thuật khi mà thực hiện static stretch cho cái cơ calf này, cơ bắp chân á, thì mình phải kích hoạt cơ mông và cơ đùi trước. Kiểu như khi mình stress á, cái mình sẽ dễ có xu hướng thả lỏng kiểu thư giãn cơ nhiều á, thì mình nên gồng cái cơ đó lên, gồng cái cơ mông với đùi trước lên để giữ cho có lực căng ở tối la tối đa ở phần khớp gối á, thì nó sẽ giãn được cái phần cơ bắp chân nhiều hơn so với là lúc mình thư giãn. Còn ví dụ đây thì là cơ, cái này là nhóm cơ TFL. TFL là một tổ hợp cơ dây chằng đi từ hông xuống tới đầu gối. TFL. Một số bạn chạy bộ sẽ hay có hiện tượng đau ngay đầu gối là do bị căng cái dải cơ này, và đôi khi cũng đau nguyên cái phần hông này. Khi mà chạy nhiều hoặc ngồi nhiều thì cơ gập hông bị căng nè, và cơ cơ mông cũng bị yếu, thì nó dẫn đến cái cơ này nó phải hỗ trợ cái đường mồi trắng nè, đây là chuỗi dây chằng và gân á, dây chằng, thì nó phải hỗ trợ để giữ cho sự ổn định của phần phần thân dưới, phần đùi đến phần gối, nên sẽ dễ có bị xu hướng bị căng cứng, tại vì nó bù trừ những cơ bị yếu. Thì đây là những cái động tác giãn cái phần cơ đó ra. Đó. Ví dụ đứng chân trước sau, giơ một tay lên là mình sẽ thấy được nó có một cái lực căng kéo dài xuyên suốt từ thân dưới đến thân trên này. Xong mình sẽ ưỡn hơi, ưỡn người, xoay người ưỡn lên. Thì đây là mô phỏng một số động tác để mình giãn cơ thôi. Các bạn có cần xem cần lưu này lại không? Nếu cần thì mình gửi cái tài liệu qua. Còn không thì thật ra mình cứ dùng cái tên của nhóm cơ và mình dùng cái kiểu stretching, ví dụ static rồi nhóm cơ gì đó stretch,
bỏ lên Google hoặc YouTube là nó sẽ có rất là nhiều bài tập. Tại vì cái này là một số bài mẫu thôi, ví dụ thôi. Rồi, tiếp theo mình sẽ có đây là giãn cơ lưng, đây là giãn cơ ngực, giãn cơ trap. À, tiếp theo là có active isolated stretching. Active isolated stretching thì nhìn chung nó sẽ khá giống static stretch, nhưng mà trong lúc mình stretch mình lại activate, mình lại kích hoạt cái cơ mà mình đang giãn đó. Ví dụ mình giãn cơ trap đi, cơ cổ nè, giãn qua thì xong mình lại kiểu gồng cái cơ cổ lên một xíu, xong rồi mình giãn xuống tiếp. Thì mỗi lần kéo giãn xuống thì mình giữ khoảng 10 đến 15 đến 20 giây gì đó, xong rồi mình kích hoạt cơ lên lại. Thì mỗi lần mình kích hoạt cơ lên xong mình giãn xuống tiếp, thì cái lần thứ hai, thứ ba biên độ của mình sẽ mở rộng nhiều hơn cho đến khi nó trở về biên độ bình thường so với lúc trước khi giãn. Thì đây gọi là active, tức là kích hoạt cái phần cơ bị đang stretching đó. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó sẽ được thực hiện sau cái SMR nè, myofascial release, và thực hiện sau cái static stretch luôn. Và để ý dưới này mấy cái hình, mấy bài tập mẫu mấy bài tập mẫu của nó nhìn cũng khá là giống so với static stretch. Ví dụ đây, giãn cơ CFL, hồi nãy cái CFL kia cũng là đứng tư thế này, rồi tới active isolate cũng đứng tư thế này. Vậy thì nó khác nhau gì? Nó khác nhau là cái kia mình chỉ giơ tay lên đứng, xong mình xoay người và mình giữ thôi. Còn này người ta yêu cầu là mình kích hoạt cơ mông, gồng cơ mông, và để kích hoạt hệ thần kinh điều khiển mông và xoay người để tăng thêm áp lực và giãn được cái cơ đó nhiều hơn. Xong mình sẽ xoay trả về cũ, rồi xong giãn tiếp, xoay qua xoay lại để mình giãn cái phần hip flexor. Thì giống như mình tập cái hoặc là giãn cơ ngực chẳng hạn. Ví dụ giãn cơ ngực hoặc cơ gập háng, cơ khép háng đây, cơ ngực. Ví dụ bài này giãn cơ ngực, thì như static stretch mình chỉ đặt cái tay lên và mình đẩy ưỡn người tới thì nó đã giãn. Còn active này thì mình sẽ giãn xong, mình active cơ lên, mình lùi về sau, xong lại tiếp tục giãn tiếp. Thì mỗi lần như vậy cơ sẽ tăng biên độ nó lên một xíu, thì dần dần sẽ cải thiện biên độ của cơ và khớp. Đó là khác biệt của active và static stretch. Nhưng thường hai cái đó người ta sẽ gộp vô, em mình thấy là họ sẽ gộp vô để tập. Rồi, dynamic stretching. Dynamic stretch này phù hợp cho vận động viên tập luyện. Đây là kiểu sau khi thực hiện static stretch hoặc active isolated stretch thì chúng ta mới thực hiện dynamic stretch. Như nãy giờ mình thấy đầu tiên là SMR là cái cơ không nhúc nhích gì hết, cái cơ chỉ ấn lên thôi, đúng không? Và tới static stretch cơ cũng không di chuyển gì nhiều, chỉ để vào và tăng áp lực để giãn biên độ ra. Rồi tiếp theo thì active, đặt một xíu lực của cơ thể mình, phát ra lực một xíu. Còn đến cái dynamic này thì là những cái động tác bắt chước theo chuyển động của bài tập. Đây, mục tiêu của dynamic stretching là khả năng sinh lực của cơ bắp bằng việc kích hoạt cơ bắp và điều khiển cơ thực hiện đủ ROM của cái khớp đó, đủ ROM của cái khớp đó. Cải thiện cái gì? Cải thiện độ mở của các mô mềm. Và mỗi một set mình thực hiện khoảng 5 lần. Và mình sẽ thực hiện một set 5 lần và dùng khoảng từ 3 đến 10 bài stretching gì đó, tùy theo mỗi người, mỗi trường hợp. Rồi, cái dynamic stretching này thường được đề nghị cho, thường được khuyến nghị tập đối với những người là vận động viên trước khi họ tập luyện. Tại vì họ muốn hạn chế cái mà giảm sức mạnh của cái static stretch á, nên đôi khi vô họ sẽ tập dynamic stretch luôn. Họ lăn foam roll xong họ ra họ tập dynamic stretch. Mà ví dụ khi họ tập dynamic stretch, họ cảm thấy cái chuyển động biên độ họ bị cứng, họ không thể thực hiện đủ cái ROM của động tác, thì họ lại quay ngược lại lăn tiếp hoặc quay lại static stretch. Như hôm trước mình có nói là ba cái đó, ba bước là corrective, active với lại functional á, nó sẽ đan xen với nhau, chứ không nhất thiết lúc nào cũng phải theo thứ tự. Có khi mình bắt đầu cái thứ ba trước, xong mình thấy mình bị cấn, mình lại quay lại cái thứ nhất chẳng hạn vậy.
Rồi. Và nó sẽ áp dụng đối với trường hợp là khách, cái người tập dynamic stretch này không có hoặc là đã fit những cái gọi là muscle imbalance rồi, không có vấn đề gì về tư thế hết. Tại vì nếu có vấn đề về tư thế, ví dụ như dynamic stretch bằng cái cách là swing cái đùi ra trước ra sau mà cái lưng dưới nó bị bù trừ, nó cong theo, thì cái đó nó không có ý nghĩa gì hết cho cái phần hoạt động của khớp hông. Tại vì nó lúc này nó hoạt động lên cái áp lực lên cái lưng rồi, thì phải đảm bảo cơ thể của họ được trả về vị trí cân bằng trước, xong rồi thực hiện thì nó mới đảm bảo tối ưu được hiệu quả. Còn nếu không thì mình vẫn phải quay ngược lại bước 1 là SMR rồi static stretch. Đây, ví dụ những bài tập cho dynamic stretch thì các bạn thấy là hầu như nó như là một bài tập bình thường. Ví dụ như prisoner squat là một bài squat bình thường. Nó đang bắt chước, ví dụ bữa nay mình có tập barbell squat hoặc là mình tập front squat chẳng hạn, thì có động tác squat thì mình sẽ tập body squat trước để cho kích hoạt hệ thần kinh rồi cơ bắp và khớp làm quen với chuyển động. Đó, ví dụ vậy. Cái này ví dụ có bài lunges hoặc là bữa nay mình có những cái trước buổi chạy chẳng hạn, mình phải hoạt động khớp hông nhiều thì mình sẽ tập những bài như vậy. Đây là lunges. Lunges mà multiplana, tức là hôm trước mình học về ba mặt phẳng đó, thì đây là một bài lunges nhưng mà bước theo ba chiều mặt phẳng, một mặt phẳng phía trước nè, rồi mặt phẳng ngang nè, rồi mặt phẳng xoay, mặt phẳng transverse nè, frontal, sagittal với transverse đó, là ba mặt phẳng. Thì cái bài này đang đáp ứng cả ba mặt phẳng thì người ta gọi là multiplana lunges. Rồi, ví dụ single leg squat touchdown cũng vậy. Ví dụ có bài squat mà cần sự ổn định của cơ bắp, hoặc là dùng bài top working side to side. Top working side to side. Theo các bạn, bài này dùng để làm gì? Theo Dũng, bài này làm gì, dùng để làm gì? Bên này để kích hoạt cái phần mông của phần hông của mình, Đúng rồi, kích hoạt phần mông. Cụ thể là phần nào? phần hông. Phần hông. Ok. Nó cái bài đó nó sẽ kích hoạt medius glute. Medius gluteus là cơ mông nhỏ ha. Cơ mông nhỏ, vị vai trò cơ mông nhỏ là cơ này. Nó sẽ giữ ổn định, sự ổn định cho khớp hông để cho mình đứng nó cân bằng. Mình đứng cái hông không bị lệch bên này bên kia. Thì một số người nếu mà bị cái cơ này yếu á, nó sẽ dẫn đến là bị bù trừ bằng việc căng phần hip hoặc là nó dẫn xuống đau đầu gối chẳng hạn. Thì một cái điểm mà mấy cái bạn nữ, mấy bạn nữ thường hay bị đau gối, nhưng được cái là cái truyền thông đang làm rất tốt, đó là cho mấy bạn tập này với cái suy nghĩ là các bạn sẽ tăng mông, nhưng nó có một cái lợi ích là nó giúp các bạn tập sức mạnh của cơ mông nhỏ. Nếu nó không tăng kích thước mông được nhưng ít nhất thì nó tập được mạnh cái phần cơ mông nó lên, thì nó mang lại lợi ích gì? Nó mang lại lợi ích là giảm chấn thương đầu gối cho khách hàng, ví dụ khách nữ. Mà thường khách nữ sẽ dùng những bài này nhiều hơn so với nam. Bye bye. Đó, ví dụ còn khách nam thường đôi khi họ mình lại không thích xài mấy cái band này tại mình nghĩ đây là những bài của nữ. Nhưng thật ra ví dụ như trường hợp nếu là khách nam mà squat nặng, ví dụ như Phát chẳng hạn, Phát squat nặng thì bắt đầu cơ thể nó bộc lộ ra những cái điểm yếu của mình. Thì ví dụ mình squat xuống thì cái đầu gối mình mở được, nhưng lúc mình đạp lên thì đầu gối mình lại chụm vô, chứng tỏ là cái cơ bên trong của đầu gối á, phía cơ đùi phía trong á, nó mạnh hơn và cái cơ mông bị yếu, cái cơ mông nhỏ yếu nên cái đầu gối có xu hướng chụm vào trong. Thì để cải thiện cái đó mình phải làm gì? Phải khởi động bằng bài này. Đó, phải khởi động bằng bài này để kích hoạt cái cơ mông nhỏ lên, và thậm chí là đeo cái band vào ngay cái đầu gối rồi xong squat với mức tạ khoảng 60-70% gì đó để cho nó làm quen và nó tập cho cái cơ mông nhỏ mạnh lên. Thì khi sử dụng bất kỳ một cái công cụ nào đó thì mình nên biết mục tiêu mà mình đang hướng đến là để làm cái gì. Rồi, ví dụ bài tiếp theo là medicine ball lift and drop. Bài này để khởi động cho phần core.
phần ho, phần oblique, cơ liên sườn hay gọi là cơ liên sườn. Rồi tổng hợp lại cái bài về flexibility này thì mình có nhiều loại bài tập, nhiều mức độ tập luyện của flexibility. Thì nó có 3 cái chính, nhưng được chia thành 3 cấu trúc chính. Ok Tuấn. Chia thành 3 cấu trúc chính, đó là corrective flexibility. Thì nó bao gồm cái gì? Bao gồm SMR và static stress dành cho khách hàng mới bắt đầu đi tập, chưa có kinh nghiệm gì hết và thường bị mất cân bằng tư thế, thì mình sẽ đưa vào phase này để chỉnh sửa lại cho nó đúng. Rồi phase thứ hai là active flexibility. Thì mình dùng kỹ thuật SMR và active isolate. Rồi phase cuối thì là mình dùng functional flexibility, cũng là có SMR và dynamic stress dành cho các bạn vận động viên hoặc là tập luyện lâu năm rồi. Thì bản thân người tập lâu năm họ vẫn có cơ bị căng thì họ vẫn phải dùng SMR để giãn cơ đó ra, sau đó thì mới thực hiện dynamic stretch. Rồi mỗi một cái động tác giãn cơ như vậy thì nên thực hiện cái SMR này thì khi thực hiện nó nên đặt một cái lực vừa đủ, không quá mạnh mà cũng không quá nhẹ, vừa đủ theo cái sức chịu đựng của người khách hàng đó, và tối thiểu cho mỗi điểm đau, mỗi cái trigger point đó khoảng tối thiểu là 30 giây để kích hoạt hệ thần kinh, giãn cái phần cơ bị căng cứng ra. Rồi những cái kỹ thuật để thực hiện cải thiện độ linh hoạt này được đề nghị là tập luyện trước và kể cả sau buổi tập, tức là trong phòng warm up và cool down luôn, để cho đưa cơ thể về trạng thái cân bằng trước khi tập để an toàn hơn và đúng kỹ thuật, và sau buổi tập để trả về trạng thái nghỉ ngơi, độ dài nghỉ, độ dài phù hợp của cơ bắp để cho mình hoạt động hàng ngày nó không bị vướng víu, không bị khó khăn, không bị đau, không bị viêm thì đó. Rồi static stress có thể dùng để giảm overactive, giảm những cơ bị căng, cũng như cải thiện biên độ hoạt động, increase from range of motion. Tuy nhiên, có thể nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng bùng nổ hoặc là maximal strength, ảnh hưởng đến sức mạnh một phần. Rồi, cái này cũng nhắc lại là có thể thực hiện vào phần warm up và cool down. Dynamic stretch thực hiện 5 đến 10 rep. Hồi nãy 5 không phải là 5 đến 10 bài mà 5 đến 10 rep. Tại vì mình ví dụ mình swing cái chân thì mình thực hiện khoảng 10 rep cho mỗi một bên một set như vậy. Ok, cho mỗi một chuyển động mình thực hiện 5 đến 10 rep và mình có thể giữ mỗi 2 giây. Rồi, một số cái tranh cãi về việc stretching, về việc giãn cơ. Đồng ý là việc giãn cơ mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng đôi khi nó cần phải thực hiện đúng kỹ thuật, và cũng có một số tranh cãi về kỹ thuật nào là đúng, còn kỹ thuật nào là sai. Mặc dù hầu hết đều là có thể nó sẽ an toàn, nhưng do một số tư thế nó sẽ gây ra có thể tiềm ẩn chấn thương cho người thực hiện, thì mình sẽ tìm hiểu như thế này. Đầu tiên là inverse shoulder stretch, đó là gì? Là tư thế ngồi này. Theo các bạn, ngồi như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần cơ khớp nào mà người ta nghĩ là nó sẽ dễ bị chấn thương? Lưng ạ. Lưng dưới. Ok Dũng. Phần hông. Hông. Cái phần xương cụt của nó bị quặt xuống. Ok, đó là tổ hợp phần lưng dưới. Thì trong bài này người ta kêu mình lưu ý nó sẽ đặt áp lực rất lớn, high stress lên phần đầu gối và phần lưng dưới. Đây, phần đầu gối các bạn thấy ở đây duỗi rất là thẳng, và khi mình gặp người xuống thì sẽ đè áp lực lên, thì nó có thể tiềm ẩn rủi ro là ảnh hưởng lên mô mềm như dây chằng hoặc là sụn gì đó trên cái khớp gối của người thực hiện.
và lưng lúc này sẽ bị cong và gập về trước nhiều. Thì nên lưu ý, có thể người này tập không sao nhưng người khác tập lại bị. Thì mình nên lưu ý đối với động tác này, những bạn nào đã có tiền sử bị đau lưng, đau gối thì không nên tập và chuyển qua bài khác. Rồi, đó là một. Thứ hai, ở đây mình có động tác low, low. Đây là một động tác phổ biến trong yoga. Đây là động tác low đây. Gặp người ra sau. Thỉnh thoảng mình cũng có thấy một số người tập bài này trong lúc cool down chẳng hạn, để kiểu giãn phần lưng ra. Có thể sẽ cảm thấy rất là thoải mái khi mà giãn cái phần lưng như vậy. Tại nó kích hoạt thần kinh, kiểu làm cho mình có cái cảm giác cơ được giãn. Nhưng mà ở tư thế này các bạn có thể thấy nó sẽ đặt áp lực nhiều lên phần cổ. Phần cổ. Nên người nào có vấn đề về đau mỏi vai gáy, phần cổ đã bị căng sẵn thì mình sẽ không thực hiện mấy bài như vậy. Okay. Đây. Ở tư thế này thì phần đầu bị đặt thấp hơn phần mông và đặt áp lực hai stress lên phần cổ của mình và phần spine. Phần spine là toàn bộ cái cột sống bị uốn cong ngược lên trên. Rồi. Và nếu kỹ thuật này không được thực hiện đúng thì dễ sẽ mang đến rủi ro chấn thương lên cột sống, mà đặc biệt là phần cổ ha. Thì lưu ý khách hàng nào bị về vấn đề vai gáy hoặc là lưng sẽ không tập, không nên tập bài này. Mình không thể nói là không được, ở đây họ cũng dùng từ là không nên, should not. Đây, should not. Thì mình chỉ đưa lời khuyên là không nên tập. Tại mình, thật ra có người tập không sao, nhưng có người tập là có vấn đề, chẳng hạn vậy. Và lưu ý nữa, một số khách hàng bị cao huyết áp cũng không nên tập động tác này, tại vì máu dồn lên não. Rồi. Ở đây người ta cũng có nói là đây là động tác một số người thực hiện động tác này hoặc một số giáo viên yoga chẳng hạn, ở đây người ta gọi chung là practitioner, tức là những người tập luyện đi yoga, thì không khuyến khích phụ nữ trong chu kỳ của mình thực hiện động tác này, kiểu như đưa phần hông cao quá hơn đầu. Nhưng mà thật sự thì cũng không có nghiên cứu nào nói ra là nó có ảnh hưởng gì lên những người phụ nữ trong chu kỳ hết. Nên kiểu nên người ta mới để cái tiêu đề đây là đang tranh cãi. Nên có người thấy không sao thì cứ tập, còn có người thấy có vấn đề thì không nên tập. Nhưng mà tụ chung lại, đây là động tác, một cái động tác người ta có thể giãn, nghĩ là nó sẽ giãn phần lưng dưới chẳng hạn. Thì mình có rất nhiều động tác khác để giãn được phần lưng dưới. Thì mình ở góc độ một người hướng dẫn, chúng ta nên chọn những bài nào dễ thực hiện và hiệu quả, chứ không nên làm cho nó trở nên phức tạp hóa vấn đề. Rồi, tiếp theo, shoulder stand. Shoulder stand đây là tư thế này. Bài này mình không biết là dùng để giãn gì, thường nó giống như một bài tập. Và bài này đặt áp lực lên cột sống, cổ và vai. Thì cứ thấy áp lực đặt lên đâu thì những người từng có tiền sử về chấn thương hoặc là đau vùng vai gáy hoặc là cột sống gì đó nên tránh. Rồi, hamstring complex. Đây. Tư thế này giãn straight leg to touch, giãn lưng dưới. Giãn cơ đùi sau. Low shoulder stand, hamstring straight leg to touch. Bài phổ biến để một bài tập phổ biến để giãn cơ đùi sau. Nhưng mà nó lại làm cong cái cột sống của mình. Giãn cơ đùi sau nhưng mà lại làm cong cột sống. Vì nó ở tư thế này các bạn có thể thấy là cột sống cong lại thì nó ép vào những cái đĩa đệm, sẽ gây áp lực lên đĩa đệm. Thì cũng như nãy giờ mình nói thì ai có vấn đề về lưng thì không nên tập những cái này. Thì tại vì nó sẽ làm căng thẳng thêm, gọi là tăng áp lực thêm lên cái khu vực đó, bộ phận đó. Rồi như bài này thì giãn đùi trước nhưng mà nó lại tăng áp lực lên khớp gối. Thì những ai từng chấn thương gối hoặc có kiểu bị từng đứt dây chằng chẳng hạn thì nên loại bài này ra. Thì vậy ở phần kết luận người ta đặt câu hỏi là tại sao những cái bài tập luyện giãn cơ này lại được
lại có mặt ở đây, lại được người ta thực hiện mặc dù nó nguy hiểm. Thì biết là nó có một số rủi ro tiềm ẩn, nhưng mà đặc thù của một số môn thể thao, ví dụ họ phải khởi động tăng biên độ nhiều hơn so bình thường để họ tập luyện, hoặc là như đây, đó là một số động tác giãn cơ truyền thống ở những bộ môn như võ nè, gymnastics hoặc là yoga. Nó giống như nó đã có cả trăm năm nay, mấy trăm năm nay rồi, thì nó như một cái bình thường so với người ta. Nhưng mà đến về sau họ mới nghiên cứu là cảm thấy không phù hợp lắm, nên mới nói là có người phù hợp, có người không phù hợp. Nhưng ở góc độ là một người hướng dẫn, mình nên lựa chọn cái gì tốt nhất và ít rủi ro nhất cho khách hàng. Rồi, đây, ở đây câu chốt của họ là thực hiện, nên hướng dẫn cho khách thực hiện một những bài giãn cơ thích hợp, đúng kỹ thuật, đúng tư thế và an toàn nhất cho họ, và phù hợp với mục tiêu cũng như chương trình tập luyện. Đó, mình lưu ý cái đó thôi. Rồi. À, ở đây dùng cái mà cải thiện linh hoạt flexibility vào vấn đề chỉnh sửa sai lệch tư thế, thì mình có gửi mấy bạn cái bảng đó, thì mình sẽ mở cái bảng lên xem. Ở trong cái bảng này, trong bảng này, ví dụ hôm trước mình có thực hiện overhead squat. Overhead squat rồi. Ở đây là tư thế pulling. Không nên xem nó sợi mà. Rồi, cái đây là tư thế đánh giá khi mà khách hàng thực hiện động tác overhead squat. Nếu như bàn chân xoay ra, ví dụ cái dòng đầu tiên, điểm mình theo dõi nè, bàn chân xoay ra lúc mà thực hiện động tác squat đó, thì cơ đang bị overactive, đang bị căng. Đó là cơ bắp chân soleus và gastrocnemius, và có thể một phần cơ đùi trước. Thì ngược lại, cái cơ bị yếu đó là những cơ này, như là cơ mặt trong của bắp chân luôn. Có một cái nó khá là thú vị ở đây. À, mấy bạn có thấy cái hình này không vậy? Dũng thấy cái hình này đang mở không? Thấy, thấy. Okay, thấy okay. Một phần anh ạ, bởi vì nó khổ ngang ạ. Ok, ok, khổ ngang. Khoan để mình mở share lại. Đây, cái hình. Đây, đây, cái hình. Cái hình đây. Fist turn out, bàn chân mở ra ngoài, thì cơ bị căng là cơ bắp chân. Nhưng cơ bị yếu cũng có cơ bắp chân. À, ở đây có một điều khá thú vị là cái cơ nó căng, nhưng mà mình vẫn phải tập. Vẫn phải tập và vẫn phải giãn phần cơ khác. Phần cơ khác đây, ví dụ như nãy mình xem là gastrocnemius đây, đó là cơ soleus đây, hai cơ này. Thì có một cái hình nào để nó cụ thể hơn. Đây, trong cái gastrocnemius này nó có nhiều đầu. Đây, cùng một cái tên ha, gastrocnemius. Gastrocnemius thì nó có đầu medial. Đầu medial là đầu phía trong nè. Còn đầu lateral là đầu phía ngoài. Đầu phía trong, đầu phía ngoài. Thì như cái hình hồi nãy, nhìn hình hồi nãy thì cơ nào bị căng? Cái đầu phía ngoài bị căng, cái lateral bị căng. Nhưng mà cái medial thì nó lại bị yếu. Cái medial bị yếu. Thì mình có thể lateral bị căng, thì mình có thể lăn dùng SMR trên cái cơ nhỏ này. Trên cơ nhỏ này thì đôi khi khách hàng sẽ bị đau hơn khi mà ấn ở đây so là với ấn ở trong, tại vì ở ngoài mới là cái bị căng chính. Và mình sẽ tập bài calf raise, là bài đứng nhón chân chẳng hạn,
Nhưng mà mình sẽ chú ý tác động vào cần cái phần bên trong medial này để mình tối ưu được cái phần mình muốn fit và cái phần mà bị căng và cái phần yếu gì đó cho nó phù hợp với nhau. Nhưng mà nhìn chung nó đều là cơ bắp chân hết, nên mới nói là vừa giãn bắp chân mà vừa tập bắp chân. Ok. À, còn một phút nữa, có ai thắc mắc gì không? Nếu mà cái phần ống farm ấy mà không giãn được hết tất cả cái nhóm cơ ấy, thì không giãn được cái nhóm cơ nhỏ thì mình có thể dùng bóng được luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mình dùng bóng, mình dùng cái banh nhỏ hoặc là mình dùng tay cũng được, nhưng mà tay nó sẽ mỏi hoặc là nó, đúng rồi, tay lực yếu hơn. Nhưng mà dùng quả bóng, dùng quả bóng giống quả bóng tennis hoặc là quả bóng massage cũng được. Thì vì cái foam roll á, mình không phải lăn những cái cơ nhỏ được, mình phải dùng những cái nhỏ hơn mới lăn cái cơ nhỏ được. Ok, mình